Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối, giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Là vùng đất giáp biên, những năm gần đây, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng đã hình thành rõ nét các vùng kinh tế như vùng dứa hàng hóa khu vực Nậm Sò, Nậm Siêu, do quốc lộ 70 phát triển dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, khu vực Làng Trung là mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 53 triệu đồng, tăng gần 5 triệu đồng mỗi người so với năm 2021. Kết quả này có vai trò quan trọng của Hội Nông dân xã. Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc bà con nhân dân cũng như hội viên nông dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp, tập trung vào một số cái mặt hàng, một số cái ngành sản xuất chủ lực của xã. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, Hội Nông dân xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai vận động hội viên tích cực đóng góp tiền ngày công hiến đất mở đường. Với sự đồng thuận cao của bà con, xã đã hình thành hệ thống giao thông lên tới 43 km, kết nối các thôn với quốc lộ 4D, đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài. Trong đó, tuyến đường kết nối với quốc lộ 4D từ thôn Mường Bát đi Cáp Kẹ dài hơn 1 km mới được bê tông rộng 6 m đã giúp bà con đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Lúc tôi bán hàng chưa có đường ấy thì tôi phải lấy xe máy chở từng tí một. Vâng, bây giờ làm con đường tiện lợi này thì xe đến tận nơi. Tôi không vất vả chở nữa. Tôi thấy rất thuận tiện và rất cảm ơn những người đầu tư về con đường này cho dân. Nông dân sẽ tích cực và tham gia vào hiến đất và tham gia các ngày công sửa chữa, duy tu bảo dưỡng đường cũng như là vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt là tập trung vào sản xuất để mà nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều hoạt động thiết thực, lấy hội viên nông dân làm chủ thể. Riêng năm 2022 vừa qua, Hội Nông dân các cấp đã vận động người dân đóng góp trên 46 tỷ đồng, gần 11.000 ngày công lao động, hiến 28.000 m2 đất làm đường, xây dựng 8 tuyến phố văn minh kiểu mẫu, thành lập và duy trì 215 mô hình tuyến đường nông dân tự quản, cùng hàng nghìn công trình nhà vệ sinh mới. Toàn tỉnh cũng có gần 16.600 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những đóng góp tích cực của các cấp hội nông dân không chỉ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên mà còn góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.